nhỏ thì tôi đã yêu thích cái điện và điện tử rồi. Và sau đó thì khi học ra trường thì cũng ngẫu nhiên thôi, được sự phân công của công ty điện lực 2 về xã truyền tải điện và gắn bó đến nay khoảng 5. Bên cạnh đó thì anh cũng luôn sâu sát với công việc của mọi người. Ngoài ra thì anh rất là quan tâm đến đời sống của một công nhân viên. Anh là một con người rất là hòa nhã, gần gũi với anh em. Trong thời gian công tác thì thường xuyên làm việc cùng giám đốc. Đó, nên là tôi học tập nhiều qua cái phong cách lãnh đạo, như là cái thúc đẩy cho tạo điều kiện để cho cán bộ kế thừa. Một lãnh đạo đơn vị trưởng thành và đi lên từ cơ sở, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và cũng là tấm gương điển hình trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đơn vị. Giải thưởng Tôn Đức Thắng là một cái giải thưởng rất là danh giá ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái vinh dự rất lớn cho bất kỳ ai được cái giải thưởng này. Thì cá nhân tôi thì cũng vậy. Tôi rất là xúc động, vinh dự và tự hào, không chỉ cho mình mà cả gia đình. Qua cái giải thưởng này, nó là một cái nguồn động lực để giúp cho các anh em công nhân thế hệ tiếp theo phấn đấu để đạt được các cái giải thưởng này trong các năm. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất tại đơn vị, giúp cho đơn vị luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu sáng kiến. Không những thế, nhiều sáng kiến của ông có ý nghĩa rất lớn về mặt an toàn, quản lý vận hành và phục vụ nền kinh tế quốc dân. Có một cái sáng kiến là cũng khá là thú vị. Đó là cái sáng kiến, cái giải pháp mà để giám sát, theo dõi, vận hành cái hầm cáp ngầm của cái đường dây cáp ngầm Nhà Bè - Tàu Đàn. Qua cái hình ảnh người công nhân của mình á,
phải rất là vất vả để dỡ nắp hầm cáp, đi xuống hầm cáp, vệ sinh hầm cáp, rồi bơm nước hầm cáp, cùng với các lực lượng, các cơ quan chức năng là phải ngăn luồng để thay đổi các luồng giao thông, bảo vệ cho bà con đồng bào trong thành phố mình đó không có bị nguy hiểm cũng như ảnh hưởng khi mà quá trình thi công. Chính cái điều này nó đã thôi thúc chúng tôi, thành ra là cũng suy nghĩ rất nhiều, đầu tư cũng rất nhiều, và cũng trong quá trình thực hiện cũng nhiều lần thất bại cho đến khi nó thành công. Thì đây là một cái nỗ lực rất lớn, không chỉ của riêng tôi mà cả những anh em, các nhóm công tác cùng phối hợp để thực hiện được cái nội dung này. Thì qua cái sáng kiến này thì hiện nay thì cái việc mà giải quyết những cái vấn đề mà ngập nước hầm cáp, thoát nước hầm cáp, giám sát theo dõi vận hành hầm cáp đó, nó khá là ổn định, giúp cho đảm bảo vận hành cái lưới điện của thành phố. Về công tác đào tạo thì rất là nhiều lớp là do trực tiếp anh Hoàng đào tạo. Đào tạo qua những cái môi trường thực tế cho anh em để nắm được những cái công tác, đặc biệt là trong các tinh lưới điện, để các giới trẻ nắm bắt được các cái quy trình thực hiện. Anh em công nhân viên vui chơi sau giờ làm việc. Bên cạnh đó, ông cũng xây dựng thêm sân tennis, sân bóng bàn để lực lượng cảnh sát bảo vệ tại đơn vị có sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Ngay tại trạm Phú Lâm có một cái tiểu đội cảnh sát bảo vệ, chúng tôi cũng rất là quan tâm. Như chúng ta thấy thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện được để cho các chiến sĩ công an có điều kiện rèn luyện, sinh hoạt giải trí qua cái hình thức là trang bị và bóng bàn. Các anh em tôi thấy là cũng rất là vui, giúp cho anh em ngày một gắn bó hơn với đơn vị. Và rõ ràng là qua việc làm thời gian vừa qua thì chúng tôi thấy là cái sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị nó tốt. Anh em gắn bó với đơn vị và giúp cho đơn vị hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình trong suốt thời gian qua. Kết quả là đến năm 2021 vừa rồi thì truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị lá cờ đầu của công ty truyền tải điện 4.